Hôm nay mùng 7 tháng 6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 12. Đây là ngày đầu tiên đại biểu Quốc hội tiến hành nội dung chất vấn tại kỳ họp. Theo dự kiến, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ trả lời về công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản, giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia trả lời chất vấn. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự án đường cao tốc Gia Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải kịp thời giải quyết kiến nghị và hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm, bảo đảm đẩy nhanh thủ tục để dự án có thể khởi công trong thời gian sớm nhất, hoàn thành trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo chính thức về phương án đầu tư dự án đường cao tốc Gia Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải kịp thời giải quyết kiến nghị và hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm, bảo đảm đẩy nhanh thủ tục để dự án có thể khởi công trong thời gian sớm nhất, hoàn thành trong năm 2025. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực sự để triển khai dự án nhanh nhất, rẻ nhất, chất lượng tốt nhất. Tuyến cao tốc Gia Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành, Bình Phước thuộc quy hoạch tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây. Khi đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội giúp kết nối giao thông liên vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực để Đắk Nông và Bình Phước phát triển nhanh, bền vững. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường mới từ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam, tuyến đường cao tốc kết nối Kon Tum với Quảng Nam. Vùng phía Tây tỉnh Quảng Nam và Kon Tum có điều kiện tốt để phát triển công nghiệp, thủy điện, nông lâm nghiệp, dược liệu, khai thác khoáng sản. Việc kết nối giao thông tốt sẽ tạo điều kiện cho các vùng này phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện đường giao thông kết nối đến cảng biển còn nhỏ hẹp, xuống cấp, cản trở rất lớn đối với sự phát triển của Quảng Nam, Kon Tum và các tỉnh miền Trung. Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường mới từ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Quảng Nam, tuyến đường cao tốc kết nối Kon Tum với Quảng Nam. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khảo sát nghiên cứu cụ thể, báo cáo Thủ tướng về hướng tuyến và triển khai bảo đảm đúng quy hoạch. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu đầu tư hai tuyến đường nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin tình hình dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại một số địa phương và giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, gây khó khăn cho người chăn nuôi. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý các ổ dịch tả lợn châu Phi. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương cơ quan liên quan, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong nước trong việc nghiên cứu sản xuất, quyết định lưu hành vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có khoảng 235.000 cây xanh được trồng tại các công viên và khu vực công cộng. Trước tốc độ đô thị hóa đặt ra nhiều vấn đề cấp bách trong việc gìn giữ, bảo quản cây xanh, phát triển an toàn, tránh xảy ra gãy đổ gây tai nạn. Thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 235.000 cây xanh. Ngoài những lợi ích thiết thực mà cây xanh mang lại, thực tế cho thấy việc cây xanh ngã đổ, đè trúng người, gây thương tích vẫn liên tục xảy ra. Cơ quan chức năng đã ghi nhận hầu hết cây xanh nhìn bề ngoài đều xanh tốt, không có dấu hiệu hư hại. Nhưng thực tế, nhiều cây phần ruột bên trong đã rũn mục, hệ thống rễ đã bị xâm hại nhiều. Hiện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phương án cụ thể ứng phó với việc cây xanh ngã đổ. Về lâu dài, trong đề án phát triển cây xanh giai đoạn 2020-2030, thành phố phối hợp với các trường, các tổ chức quốc tế nghiên cứu các chủng loại cây phù hợp với yếu tố thiên nhiên, khí hậu của thành phố. Điều này giúp giảm thiểu trồng những cây không phù hợp trong đô thị. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định kèm danh mục 28 loại cây cấm trồng trên đường phố vì có thể gây hư hỏng đường phố, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn của người dân.
Với mục tiêu nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong việc ứng phó, ứng cứu kịp thời, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra, xử lý khắc phục nhanh sự cố, kịp thời cấp điện trở lại cho khách hàng và bảo đảm tuyệt đối cho cán bộ công nhân viên trong quá trình thực hiện công việc. Ngày hôm qua tại Phú Thọ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, an toàn cấp tổng công ty năm 2022. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với lưới điện trải dài trên các khu vực đồng bằng, trung du, miền núi, vùng biển, hải đảo. Thiệt hại do thiên tai gây ra thường rất nặng nề, cũng như khối lượng công việc cần phải làm để khắc phục, xử lý hậu quả sau thiên tai xảy ra là rất lớn. 15 tình huống giả định được đặt ra với các tình huống như đất cáp quang dẫn đến mất kênh truyền kết nối từ trung tâm điều khiển, mất toàn bộ tín hiệu SCADA, cháy máy biến áp, vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao đã được các cán bộ nhân viên của 30 đơn vị trực thuộc tham gia diễn tập. Tổng thì chúng tôi đã có những cái phương án chia làm 3 vùng miền, mỗi 9 tỉnh một vùng miền đồng bằng ven biển, 9 tỉnh vùng Tây Bắc Bộ và 9 tỉnh là vùng Đông Bắc Bộ, để tổ chức các cái phương án làm sao cho nó sát với cái thực tiễn khi mà có cái hình thái thiên tai mà xảy ra. Các cái hình thái thiên tai ấy, thì nó rất là phức tạp, cho nên là đối với tổng ty có cái yêu cầu rất cao đối với các đơn vị mà cao hơn nữa. Trong cái thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có những cái chuẩn bị tốt hơn để làm sao đấy mà ứng phó tốt nhất đối với những cái mà sự cố do thiên tai. Kết thúc diễn tập, Tổng Công ty đã họp đánh giá kết quả các mặt đã thực hiện tốt cũng như khiếm khuyết cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy điều hành, chuẩn bị vật tư, lập phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn tại chỗ, phân công triển khai thực hiện công việc. Diễn tập an toàn là một hoạt động thường niên nhằm rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong công tác ứng phó, xử lý khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện, bảo đảm an toàn cho cán bộ công nhân viên trong ngành điện miền Bắc khi thực hiện công việc. Công tác điều dưỡng là một mặt công tác quan trọng trong bệnh viện, là sự kết hợp giữa điều trị với chăm sóc và nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân. Được đánh giá là một trong những lực lượng quan trọng trong sự phát triển của ngành y và không thể tách rời. Điều dưỡng chiếm tới 70% lực lượng phục vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo đánh giá, thì Việt Nam vẫn đang thiếu khoảng 320.000 nhân viên y tế ngành điều dưỡng để đạt chuẩn thế giới. Sự thiếu hụt nhân lực này càng thấy rõ trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Thanh Nhàn là nơi điều trị những bệnh nhân nặng nhất gần như không thể tự phục vụ. Vì vậy, mọi sinh hoạt của người bệnh đều cần điều dưỡng hỗ trợ. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát, điều dưỡng của bệnh viện được huy động cho công tác chống dịch. Điều dưỡng tại khoa hồi sức lại càng thiếu, áp lực càng nhiều hơn. Cái thời gian mà tình hình dịch COVID ở Hà Nội rất là căng thẳng, thì bệnh viện điều động rất là nhiều nhân viên, nhất là nhân viên điều dưỡng thì lên khu chống dịch rất là nhiều. Nên là cái lượng nhân viên điều dưỡng ở lại tại khoa chăm sóc bệnh nhân tích cực là chúng tôi lại bị rút gọn, nghĩa là còn lại rất là ít nhân viên, nên là cái áp lực của chúng tôi rất là cao. Chúng tôi phải làm tăng ca, tăng thời gian trực lên. Cái thời gian chăm sóc bệnh nhân thì nó cũng thời gian hầu như là ở bệnh viện rất là nhiều. Đặc thù của COVID-19 là người bệnh phải cách ly, điều dưỡng sẽ thay thế hoàn toàn cho người nhà. Không những thế, mọi quy trình phòng dịch cũng cần có điều dưỡng. Chính vì thế, khi Hà Nội đạt đỉnh dịch COVID-19, hầu hết các bệnh viện đều thiếu nhân sự ở lĩnh vực này. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy việc thiếu điều dưỡng đang tồn tại. Từ cái khu ở phía ngoài, khu sàng lọc, phân luồng, cặp nhiệt độ, đến khu chống dịch, cũng như là cái hậu cần, từng bữa ăn, từng nước uống và từng những cái mà người nhà đưa vào cho người bệnh, thì nhân viên điều dưỡng chúng tôi cũng phải là những cái hậu phương vững chắc cho những nơi tiền tuyến, là những nơi điều trị. Cho dù khi dịch đã trong tầm kiểm soát, những điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vẫn luôn vất vả và áp lực như thế, bởi số lượng bệnh nhân nặng nhiều trong khi nhân lực này vẫn còn thiếu. Với số lượng bệnh nhân đông và nặng nên sẽ có nhiều áp lực trong công việc và nhân lực thì còn thiếu, vậy nên đôi lúc sẽ phải tăng ca nhiều hơn. Trong 6 năm làm nghề thì cũng có đôi lúc tôi cũng cảm thấy là mình nhụt chí, bởi vì là đôi khi đi làm, đi trực vất vả và gia đình ở nhà thì lại không có ai chăm lo.
Theo thông tư 08 thì nguồn nhân lực của điều dưỡng đang cần là 3 đến 3,5 điều dưỡng trên một bác sĩ. Hiện bệnh viện hạng 1 này vẫn chưa xây dựng được một nguồn nhân lực với tỷ lệ mà Bộ đưa ra. Hiện nay thì toàn bộ những cái công việc chăm sóc thì hiện tại cũng vẫn đang dồn lên vai của những các bạn điều dưỡng. Do vậy là cái nguồn nhân lực thì hiện tại bây giờ thì vẫn còn thiếu, chưa đầy đủ so với quy định của nhà nước. Tuy nhiên các bạn điều dưỡng thì cũng cố gắng. Tỷ lệ điều dưỡng trung bình trên 10.000 người dân ở Việt Nam hiện nay là 11,4, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình trên thế giới. Để tiến tới tỷ lệ điều dưỡng đạt chuẩn, bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc y tế của người dân, thì Việt Nam cần thêm lượng điều dưỡng viên gấp 2 đến 3 lần số lượng điều dưỡng viên hiện có. Để làm được như vậy, chúng ta cần có những chế độ chính sách phù hợp cho lực lượng y tế quan trọng này. Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Với các hoạt động ý nghĩa, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mong muốn tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ, tôn vinh giá trị của hòa bình. Năm nay là năm đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam được tổ chức. Cuộc thi có sự đồng hành của Cục gìn giữ vì hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng trong quá trình xây dựng nội dung. Vòng sơ khảo cuộc thi kéo dài từ nay đến hết tháng 7 năm 2022, sơ tuyển ở cả 3 khu vực, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đêm chung kết sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 9 năm 2022. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trên toàn quốc. Cuộc thi tiếp nối truyền thống các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ Việt, đồng thời tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực để khẳng định vị trí của nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới. Mới đây tại tỉnh Tuyên Quang, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Dự buổi lễ có 550 đoàn viên thanh niên thuộc Bộ Công an và thanh thiếu niên trong tỉnh. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tập trung vào những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương như khởi công xây dựng nhà vệ sinh, trao tặng xe đạp, máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học cơ sở Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thông qua các hoạt động sẽ giúp các cấp bộ đoàn hai đơn vị củng cố tổ chức, nâng cao trách nhiệm, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ đoàn, là cơ hội để nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Thời gian tới, đoàn viên thanh niên trong đoàn Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ, sáng tạo thực hiện thành công chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Sau khi giá xăng tăng cao, nhiều mặt hàng thiết yếu ở các chợ truyền thống đã tăng giá. Và để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng thì một số doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống siêu thị vẫn đang nỗ lực kìm giá để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Ngay từ sau Tết Nguyên đán đến nay, xăng, dầu, ga liên tục tăng giá khiến nhiều mặt hàng thiết yếu cũng tăng giá theo. Mình thấy là từ đầu tháng 2 đến giờ, tất cả các mặt hàng như là hoa quả, xăng, dầu đều tăng giá đồng loạt theo. Nên là mua các sản phẩm thì mình đều phải cân đối theo giá của sản phẩm theo. Còn có những cái mặt hàng như là thịt cá, rau củ thì sẽ tăng lên vài giá so với giá thị trường bây giờ. Một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản đề nghị tăng giá từ các nhà cung cấp, nhưng doanh nghiệp vẫn đang cố gắng thương lượng kéo dài thời gian áp dụng giá mới, đồng thời sẽ tận dụng nguồn hàng dự trữ để duy trì được mức giá cũ lâu nhất có thể cho người tiêu dùng. Với sự khó khăn về vật giá leo thang, đặc biệt là giá xăng dầu, thì đối với hệ thống siêu thị Vinmart cũng như Vinmart cổng của chúng tôi cũng cam kết là sẽ bình ổn giá trên toàn hệ thống. Theo đó thì chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp lớn, nhà những cái và đẩy mạnh cái việc nhập khẩu trực tiếp để hạn chế những cái chi phí trung gian, giúp cho cái giá mua đầu vào tốt nhất tới tay người tiêu dùng. Và chúng tôi cũng tiết kiệm tất cả các chi phí về vận hành để không bị ảnh hưởng nhiều tới giá, giúp cho khách hàng có cái giá tốt nhất trong cái điều kiện hiện nay. Qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng cam kết cố gắng trì hoãn việc tăng giá, hoặc nếu bắt buộc phải điều chỉnh giá thì mức tăng sẽ thấp để có thể chia sẻ, đồng hành với người tiêu dùng trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, sự cố gắng này có lẽ sẽ được neo giữ trong ngắn hạn bởi dường như giá xăng dầu đang phả hơi nóng vào mọi chi phí đầu vào sản xuất. Chuyển sang các tin tức quốc tế,
người tiêu dùng ở Đức có thể sẽ phải chi trả thêm 5 tỷ euro mỗi năm để sử dụng khí đốt từ các nguồn thay thế nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga. Tháng 5 vừa qua, Nga đã quyết định ngừng cung cấp khí đốt cho Đức sau khi châu Âu áp các lệnh trừng phạt đối với Nga. Chính phủ Đức đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ khí đốt, trong đó có việc phải nhanh chóng lấp đầy kho dự trữ khí đốt lớn nhất của nước này ở Rendeln. Hiện mức lưu trữ tại cơ sở Rendeln đang ở mức thấp nhất lịch sử, chỉ khoảng 48,6%. Bộ Kinh tế Đức ước tính mỗi ngày nước này cần thêm 10 triệu mét khối khí đốt. Trước đây, Đức nhập khẩu trung bình 55% lượng khí đốt cần thiết từ Nga thông qua các đường ống trên đất liền. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đề xuất các gói hỗ trợ mở rộng cho người dân và doanh nghiệp trị giá hơn 30 tỷ euro. Khoản trợ cấp này sẽ được thông qua trong những tuần tới. Từ đầu tháng 6 này, chính phủ Đức cũng đã giảm thuế đối với nhiên liệu. Ngoài ra, người dân Đức cũng được hỗ trợ mua vé phương tiện giao thông công cộng để đi lại trên khắp nước Đức với giá 9 euro một tháng. Hơn 3.300 nhân viên tại 70 công ty ở Anh bắt đầu cuộc thử nghiệm làm việc 4 ngày một tuần, có quy mô lớn nhất thế giới từ ngày 6 tháng 6. Chương trình thí điểm này sẽ kéo dài 6 tháng. Nếu đem lại kết quả tích cực thì mô hình này sẽ được áp dụng mở rộng tại Anh. Chương trình thí điểm làm việc 4 ngày một tuần sẽ dựa theo mô hình 180-100, tức là người tham gia được nhận 100% lương cho 80% thời gian làm việc. Đổi lại, họ cam kết duy trì 100% năng suất. Các đơn vị tham gia thử nghiệm có nhiều công ty địa phương cũng như những tập đoàn tài chính lớn. Các công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như dịch vụ giáo dục, tư vấn việc làm, nhà ở, thẩm mỹ, xây dựng, thực phẩm, tiếp thị số. Những nhà quản lý dự án tin rằng mô hình mới sẽ tạo ra một lực lượng lao động hạnh phúc hơn và tác động tích cực đến hiệu suất kinh doanh. Các đợt thử nghiệm làm việc 4 ngày một tuần cũng sẽ được chính phủ Tây Ban Nha và Scotland tài trợ và tiến hành vào cuối năm nay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đang đẩy nhanh việc chuyển vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đến cho những người có nguy cơ cao để phòng ngừa bùng phát dịch bệnh. Tại Mỹ đã có ít nhất hơn 20 trường hợp nhiễm bệnh tại 11 bang. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã phân phối 1.200 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ cao. Các quan chức y tế Mỹ lo ngại virus gây bệnh này đang lây lan nhanh hơn dự kiến và cho rằng đây là đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lớn nhất từ trước tới nay. Mỹ hiện có hai loại vaccine với hàng triệu liều trong kho dự trữ quốc gia để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ và đậu mùa, cũng như một số loại thuốc chống virus để điều trị các căn bệnh này. Vaccine Acam 2000 đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ phê duyệt từ lâu và hiện Mỹ có khoảng 100 triệu liều. Tuy nhiên, vaccine này có một số tác dụng phụ và có khả năng lây lan trong cơ thể người hoặc lây lan cho người khác do sử dụng chủng virus nhẹ cùng họ với virus đậu mùa và đậu mùa khỉ, vốn có thể nhân bản. Là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới, Hà Lan đang đối mặt với sự tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, đặc biệt là lũ lụt. Mới đây, một tổ chức tại thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan đã xây dựng một lối đi bộ trên cao nối hai tòa nhà để người dân có thể có cái nhìn về khí hậu trong tương lai. Dự án xây dựng lối đi bộ trên cao Rooftop Days tại Rotterdam thực hiện nhằm đưa ra giải pháp cho việc mở khóa những không gian chưa được sử dụng tại thành phố cảng lớn nhất châu Âu. Ý tưởng của dự án mới chỉ sử dụng 3% diện tích những mái nhà bằng phẳng tại thành phố. Lối đi bộ trên cao tại Rotterdam dài 600 mét với không gian mở phía trên, nối giữa sân thượng của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới của thành phố với một trung tâm mua sắm. Người dân đi trên cây cầu có thể chiêm ngưỡng khung cảnh phía dưới từ độ cao gần 30 mét so với mặt đường. Đường đi bộ nổi bật với màu cam, được trang bị tua bin gió, tấm pin mặt trời, thậm chí có cả không gian trưng bày nghệ thuật và bãi đáp máy bay không người lái. Người dân có thể trải nghiệm lối đi bộ trên không này đến ngày 24 tháng 6 tới. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, những năm trước đây, nông dân các vùng chuyên canh rau quả chủ yếu là phát triển độc canh một loại cây trồng nhất định. Song thực tế cho thấy với hình thức sản xuất như vậy thì hiệu quả kinh tế thấp. Theo bài viết trên báo Nhân dân, để khắc phục tình trạng trên, nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hải Dương, đã tổ chức cho người dân sản xuất thâm canh, luân canh cây trồng, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật để chế biến sâu nông sản sau thu hoạch, giúp nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.
vẫn đồng ruộng đó, diện tích đó, nhưng điều nông dân đã có thể làm giàu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó đề xuất mức lương tối thiểu giờ từ 15.600 đồng đến 22.500 đồng mỗi giờ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị, có nhiều ý kiến không đồng tình với cách tính mức lương tối thiểu giờ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất vì cho rằng cách tính rất thấp so với thị trường lao động phổ thông. Bởi hiện nay, người bán hàng quần áo được trả 40.000 đến 45.000 đồng mỗi giờ, lau dọn nhà cửa là từ 45.000 đến 50.000 đồng một giờ, thợ xây là 50.000 đồng một giờ, có nghĩa là tương đương với 400.000 đồng một ngày công, trong khi lương tối thiểu giờ ở vùng 1 chỉ có khoảng là 22.500 đồng mỗi giờ, là quá thấp. Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng lên trong những ngày đầu tháng 6 năm 2022, nhất là khi tín dụng của ngành tăng cao trong 5 tháng đầu năm nay. Chung quanh vấn đề này, bài viết trên báo Đại Đoàn Kết nêu vấn đề, vậy lãi suất cho vay có thể tăng theo đà tăng lãi suất huy động hay không? Theo đại diện Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết thì rất khó để biết thời điểm nào lãi suất cho vay sẽ tăng, nhưng chúng ta phải xem xét rằng hiện nay một số ngân hàng có động thái tăng lãi suất. Trong bối cảnh thị trường trái phiếu và chứng khoán đang có quá nhiều rủi ro, để người dân lựa chọn gửi vốn vào ngân hàng thì lãi suất phải cao hơn nhằm thu hút vốn nhàn rỗi, và đây cũng là chiến lược của các tổ chức tín dụng. Nằm trong loạt bài nâng chất đào tạo sau đại học, báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày hôm nay đăng tải bài 1, thực trạng báo động. Thời gian qua, nhà nước đã có nhiều chương trình mang tầm chiến lược quốc gia để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, với mục tiêu nâng cao năng lực giảng dạy cho các trường đại học, cũng như phát huy năng lực nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, hiện nay thì thực trạng của đào tạo sau đại học vẫn còn nhiều vấn đề bất cập mà cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo cần thẳng thắn nhìn nhận để có những giải pháp đi đúng hướng, là đào tạo ra những chuyên gia, những nhà khoa học thực thụ. Số lượng người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 rất lớn, nhiều người muốn dừng ở mũi thứ 3, không tiêm thêm mũi thứ 4. Lúc này có ý kiến tranh luận, vậy nên bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 hay tự nguyện tiêm? Trả lời báo Tuổi Trẻ, đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, thời điểm này việc tiêm chủng COVID-19 vẫn là tự nguyện kết hợp vận động. Làm sao để người dân thấy tiêm có tác dụng tốt và họ tự nguyện tiêm? Dù vaccine còn nhiều nhưng không phải vì ế vaccine mà bắt buộc tiêm, cần tách bạch việc tiêm chủng và việc sử dụng vaccine. Liên quan đến tình trạng xuống cấp của cầu Long Biên, theo bài viết trên báo Lao động, đợt sửa chữa gần đây nhất có mức đầu tư lên tới 256 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Quản lý Đường sắt Hà Nội cho biết việc bảo trì bảo dưỡng cầu Long Biên hiện nay chỉ mang tính tạm thời, khó xử lý dứt điểm tình trạng xuống cấp do cầu đã quá cũ. Còn một số các chuyên gia cũng cho rằng đây là thời điểm phù hợp để chuyển đường sắt ra khỏi cầu Long Biên và nghiên cứu phương án khôi phục cây cầu là biểu tượng văn hóa của người Hà Nội này. Tuy nhiên, việc bảo tồn như thế nào vẫn là vấn đề nan giải. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng công trình giao thông thi công không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Mới đây, Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 166 triệu đồng. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, chỉ trong 5 tháng, trên địa bàn có tổng số 96 vị trí rào chắn trên 58 tuyến đường để phục vụ thi công các công trình, dự án. Qua công tác thanh kiểm tra, Thanh tra Giao thông đã phát hiện lập 22 biên bản vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 166 triệu đồng. Một số nhà thầu đơn vị thi công còn vi phạm các lỗi như không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công, dự án không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông hoặc để vật liệu thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đề nghị chủ đầu tư các công trình dự án đang thi công có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh các nhà thầu, đơn vị thi công, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự mỹ quan đô thị. Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung mới 12 tuyến xe buýt nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tăng sự kết nối liên tỉnh và góp phần hạn chế xe cá nhân.
trong 12 tuyến xe buýt được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mở mới, có 4 tuyến là xe buýt có sức chứa nhỏ, phù hợp với đặc thù đường giao thông thành phố với nhiều tuyến đường nhánh. Xe có thể hoạt động trên các tuyến đường có mặt cắt ngang nhỏ để kết nối đến các khu đô thị mới, đầu mối giao thông, các tuyến vận tải hành khách khối lượng lớn. Sở Giao thông Vận tải cũng đề xuất 4 dự án phát triển giao thông xanh gồm tuyến An Lạc - Rạch Chiếc, An Lạc - Bến Thành, Chợ Lớn - Rạch Chiếc và Bến Thành - Rạch Chiếc. Ngoài ra bổ sung 4 tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề kết nối với tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh. Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết nối với kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn. Trong đó, giải pháp chính là tái cấu trúc và phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 126 tuyến buýt với gần 2.100 xe, gồm 90 tuyến trợ giá và 36 tuyến không trợ giá.